bạn. Nay tôi đang đi khám phá một con thác mà anh em tôi tự đặt tên nó là Thác Tiên. Hiện tại thì đang lên một con dốc rất là cao, mới đi được 1/5 quãng đường thôi. Nào, xin mời các bạn theo chân anh em chúng tôi đi ngắm con thác này nhá. Đây là cây thảo quả. Đây, giờ đây còn đúng một quả sau vụ mùa vừa rồi. Và đây là hoa mới của nó này. Đấy, hoa thảo quả nha. Đường lên dốc còn cao quá. Ui, đây là một vách đá rất cao và đang rất là nhiều nước đang chảy xuống. Bên dưới rất là ẩm ướt. Đoạn này đá xếp như kiểu là một bức tường thành vậy. Đây, con đường dốc leo ngược lên đi qua mấy cây cổ thụ này. Đến dưới cái thắt là có. Đây là cái quán giải khát của bà con khi đi rừng. Nước chảy ra từ trong khe. Bạn thấy chưa? Đó, ở đây thì có một cái lửa cây giang. Sẽ bột lửa ra để ở đây. Đây thì có một cái cốc thạch này. Đấy, hứng nước ở đây và uống. Đấy, rất hay. Ai uống xong thì để cốc ở đây, để người sau có cái mà uống. Đây là cái văn hóa khi đi rừng ấy. Nước đây rất là ngọt. Chảy trong khe chảy ra nhá. Qua bao nhiêu tầng đất địa chất. Rất mát, rất tự nhiên. Mệt không em? Mệt không? Lâu lắm rồi chưa đi leo núi. Mình leo từ dưới kia lên đây phải hơn một cây rồi. Hơn một cây số rồi. Toàn dốc. Mà leo ngược dốc lên đây gần như hơi đuối sức. Nghỉ mấy chặng đấy. Còn con dốc trên kia nữa. Hiện tại không biết bao giờ mới hết dốc. Xung quanh đây chỉ có những cây thân gỗ 40 phân một thân thôi. Đường kính 40 thôi. Nên đây là rất là mát rồi. Đấy. Mặt trời. Hiện tại thì là đang là 8 giờ sáng. Ôi, đuối quá. Mới đi được có 30 phút. Thế này cái tên Thác Tiên đặt cho nó thì cũng không sai. Để đấy thì có thành tiên. Đi một quãng đường rất là khó khăn như vậy mà đến mà gặp cái thác thì đúng là đời lên tiên. Thăng hoa. Đây mới là đoạn đầu của hành trình thôi. Lúc rồi đi tiếp. Đi một tí nào. Chúng tôi đã đến lương thảo quả. Tiếp giờ thì cứ đi thế này. Chứ bao giờ mới đi. Thảo quả giờ thì đang ra hoa. Cái bãi này là lán của người dân trông coi thảo quả và để sấy thảo quả. Bếp này, chỗ này là để sấy thảo quả. Đây xếp đá và xếp cây này. Đây, đến đây gần đến đỉnh núi rồi.
sương mù kìa, sương mù trên đỉnh kìa, không thấy cây, cây phong lan này nhỉ. Đó, quả đang mùa hoa nha các bạn nhá. Gốc nào cũng rất là sai hoa. Nếu các bạn ở đây thì nghe rõ tiếng ong nó đang đi lấy mật vo ve xung quanh luôn. Rất nhiều ong. Cây thảo quả trên này rất là tốt vì hợp khí hậu, nó mát, cây cao lắm này, cao hơn 2 mét đó ạ các bạn ạ. Đi tiếp nhé. Xung quanh là chỉ những cái lùm khóm thảo quả thôi, chỉ có thảo quả và thảo quả thôi. Con đường về đây, đi qua đồi thảo quả. Cây gỗ, cái đồ gỗ bị lật to thế. Không mang về được nữa chứ. Cuối cùng thì chúng tôi đã lên đến đỉnh, thoát khỏi cái con dốc dựng ngược lên. Ôi, cảm giác phê. Rồi ngồi nghỉ đây. Đường dốc à? Đường dốc nhẹ nhàng hơn nhỉ? Bây giờ tôi theo con đường này xuống dốc và đến thác. Sao có lên dốc nữa không chú? Giờ đang bên nặng tâm nhỉ? Chặng đầu tiên đến đây. Đến đây là nặng tâm rồi chú nhỉ? Rất nặng tâm.